Bây giờ là mình đang có mặt ở trong vườn nho Thái An nha các bạn. Sẽ có một bạn nhỏ dẫn mình đi. Chào các bạn nha, đây là Mẹ Ốm đây. Hôm nay thì cái hành trình của mình nó sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Thì mục đích của mình là đi trải nghiệm cao tốc này nó như thế nào, sẵn tiện thì mình ghé luôn cái vườn nho, tham quan trải nghiệm vườn nho ở đây luôn nha. Ban đầu thì mình cũng không biết là nên đi vườn nho nào nữa các bạn, nhưng mà ở đây khi mà mình hỏi ra thì đó là nguyên một hợp tác xã là vườn nho Thái An luôn, nên là lúc mà mình ở bên ngoài mình thấy các cô là vẫy tay để mình vào, nhưng mà mình cũng không biết chỗ nào để chắc ăn. Thì tới chỗ này cũng khá là lớn nên mình quyết định là mình vào mình tham quan. Mít. Này là đang trồng nè. Vào cổng tham quan thì không có mất phí nha các bạn. Ở đây sẽ có một bạn nhỏ dẫn tụi mình đi nè. Bạn nhỏ này rất là dễ thương. Xung quanh đây rất là nhiều vườn nho trong hợp tác xã Nho Thái An. Các bạn có thể tham quan vườn nho nào cũng được. Mô hình trồng nho ở đây là giống như nhau thôi, và giá bán thì cũng như nhau thôi các bạn. Nên là mình cũng không có sợ cái vấn đề gọi là giá cả nha các bạn. Đi một vòng thì cũng tới được vườn nho để mình tham quan nè các bạn. Đây các bạn thấy trên video này, rất là nhiều trái, trái nào nó cũng mọng nước nè các bạn. Ở đây thì mình có hỏi cái bé này đó là mọi người có thể hái và thưởng thức tự do nha. Chùm nào mà mình có hái rồi thì mình nên cắt để xuống một chút nữa mình tính tiền nha các bạn. Ở đây khuyên là nên dùng kéo cắt và không có dùng tay nha. Hoặc là mình có thể mua nho người ta cắt sẵn rồi cũng được. Đây các bạn thấy không? Trái rất là nhiều nè. Theo mình thấy thì nho Ninh Thuận cũng không phải là nho bự trái cho lắm. Nó cũng vừa trái à. Nhưng mà bây giờ thì công nghệ các bạn, nên là nhìn trái nó cũng rất là ngon. Vào đây tham quan chủ yếu là được nhìn ngắm các loại nho và các cây nho để mình biết được cái cách người ta trồng nho và cây nho nó như thế nào. Ở Sài Gòn bây giờ mình thấy đa phần là nho nhập khẩu từ nước ngoài về các bạn. Trái rất là to và nhiều loại, nên hiếm thấy cái trái nho nhỏ như vậy. Nhưng mà thật ra thì ở Việt Nam mình nguồn gốc nổi tiếng vẫn là nho Ninh Thuận đúng không các bạn? Mình đi lần này chủ yếu để mình tham quan xem coi vườn nho nó như thế nào và cây nho ra làm sao. Nên vào trong sẽ có một cái khu bán đồ đặc sản của vùng đất Ninh Thuận. Ở đây mình sẽ quay phim cho các bạn xem ha. Bộ bí xào. Cái này đi. Đây là nước nho. Nó ngọt. Nhà có nho sấy rồi các bạn. Ở đây là cái gì vậy? Bánh tráng, nho sấy, nho xí muội. Ở đây là bên đây sẽ có gì đây? Mật nho, rượu nho. Hả? Có đây là gì? Nho, nho xanh. Đồ nhiêu cái à? Để chai nhỏ nhỏ hả? Dạ, chai ở đây nè. Nè, nhiêu hộp vậy? Rồi lấy hộp. Tham quan một vòng mới thì mình không có mua nho nhiều, mình chỉ mua 1 ký nho kẹo. Còn lại thì mình mua yến với lại nước mắm, mật nho với lại rượu nho. Các bạn mà đi ra đây thì khi mà mình tham quan thì nhớ mua ủng hộ bà con ở đây nha. Đây là công đoạn đóng thùng để đóng nho vô thùng để gửi đi nha các bạn. Nhìn đã rất là mỏng nước luôn.